Kỹ năng gút dây kính chào các bạn. Hôm nay mình thực hiện mẫu hoa đăng biến thể. Mẫu này các bạn có thể dùng làm dây đeo còi, dây đeo kỹ năng, hoặc các bạn có thể dùng đeo trang trí túi ba lô, hoặc có thể làm móc khóa. Và đầu tiên chúng ta vẫn là chia đôi sợi dây. Chúng ta thực hiện nút cúc áo Nhật Bản. Các bạn có thể thực hiện nút cúc áo Trung Hoa, hoặc có thể là một nút chịu đơn hoặc một nút chịu kép gì đó, tùy các bạn. Nhưng theo mình nghĩ thì ở mẫu này nút cúc áo Nhật Bản sẽ phù hợp hơn, vì mình so tỷ lệ giữa hoa và nút cúc áo sẽ có tỷ lệ nó hài hòa hơn. Và nút cúc áo Nhật Bản này mình đã có làm một video hướng dẫn các bạn thực hiện mẫu cúc áo này rồi, nên ở video này mình sẽ làm nhanh một tí xíu. Các bạn nào chưa làm được ở mẫu cúc áo này thì chúng ta xem lại những video lần trước của mình. Và thao tác cuối cùng của nút cúc áo là dùng vòng dây bên tay trái xỏ vào vòng dây bên tay phải. Như vậy là chúng ta đã xong nút cúc áo Nhật Bản. Đây là một dạng nút cúc áo rất là đơn giản và cũng không kém phần là dễ thương, đúng không các bạn? Rất đẹp. Ở phần mẫu hoa đăng biến thể này thì các bạn chú ý giùm mình phần dây, đừng cho các dây bị chéo nhau nha các bạn. Ở mẫu này chéo dây là các bạn sẽ chỉnh lại cực lắm. Rồi chúng ta dùng ngón trỏ bên bàn tay trái để làm điểm tựa. Mình dùng ngón trỏ mình làm điểm tựa để chúng ta quấn một vòng dây. Sau đó chúng ta tạo thành một cái vòng cánh bên tay trái. Và các bạn nhìn cái nếp dây phải đi theo, các bạn chỉnh sao cho cái nếp dây nó đi theo chiều dây, đừng bị cóc. Và ở mẫu này thì chúng ta đặt đoạn dây dài lên phía đoạn dây ngắn. Chúng ta được cánh bên tay trái. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo cánh bên tay phải giống như cánh bên tay trái chúng ta vừa tạo. Đây, khi là mình hoàn thành nó sẽ nằm như thế này. Và đoạn dây dài này nó sẽ nằm dưới đoạn dây ở ngón tay trỏ của mình, chỗ mình đang chỉ đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ xỏ vào một vị trí đó. Hai dây xỏ khó quá các bạn. Mình sẽ tách ra riêng biệt từng dây. Rồi chúng ta xỏ vào. Nhưng nó nằm trên đoạn dây phía ngón tay cái nha các bạn. Rồi các bạn vẫn tạo cho nếp dây nó theo chiều thuận nha các bạn. Rồi chúng ta chỉnh lại nào. Chỉnh lại cho đều dây. Và chúng ta quay mặt sau của nó. Ở mặt sau này mình có xỏ ngón cái vào đó các bạn. Các bạn chú ý chỗ phần ngón cái. Mình sẽ dùng nút cúc áo, mình xỏ vào vị trí ngón cái, xỏ từ trên chúng ta xỏ xuống, xỏ đi theo ngón cái các bạn. Khi các bạn xỏ xuống, các bạn sẽ tách phần dây ở cúc áo đó. Các bạn chú ý khi mà mình xỏ xuống, mình đừng để dây chỗ phần cúc áo bị cóc, bị xoắn dây các bạn. Chúng ta dùng đoạn dây dài, chúng ta xỏ từ dưới chúng ta xỏ lên, tách chỗ phần cúc áo. Rồi tiếp tục là chúng ta dùng đoạn dây dài chúng ta vừa xỏ đó, chúng ta xỏ qua vị trí ngón cái chúng ta đặt hồi nãy đó. Xỏ từ dưới chúng ta xỏ ngược lên và chỉnh theo chiều dây các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã xong phần hoa đăng biến thể. Mẫu này các bạn dùng đeo còi hoặc là dùng để trang trí làm móc khóa túi ba lô rất là đẹp. Và chúng ta chỉnh lại cho đều mặt trước và mặt sau của bạn đó. Ở mẫu này các bạn có thể làm cánh phía trong nó nhỏ hơn cánh phía trước, nó sẽ đẹp hơn.
Và các bạn nào có hạt á, thì chúng ta sẽ thêm phần hạt ở đây. Các bạn nào không có hạt thì chúng ta sẽ thắt nút con nhộng. Nút con nhộng mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn ở video lần trước. Ở đây mình sẽ thắt nút chịu kép. Rồi chúng ta cắt bỏ và dùng bật lửa chúng ta hơ lại phần đầu đó, đừng để cho nó tua dây các bạn. Rồi, chỉ khoảng 4 đến 5 phút là các bạn đã có một mẫu móc khóa, mẫu dây đeo còi rất là xinh xắn đúng không các bạn? Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thành công.